Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. F-16 Ukraine đậu ở Ba Lan, Romania cũng không thoát nạn. Theo giới chuyên gia quân sự, về các tiêm kích F-16 Ukraine đậu ở các sân bay NATO bay vào Ukraine rồi nhanh chóng thoát ly cũng sẽ không an toàn. Không có gì bí mật rằng lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cất cánh và hạ cánh, cũng như thực hiện các hoạt động khác của phi hành đoàn máy bay chiến đấu và nhân viên phục vụ của họ trên đường quốc lộ, ngay cả trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ đây chúng ta biết thêm rằng các công ty quản lý và bảo dưỡng kỹ thuật đường bộ Ukraine đang chuẩn bị nâng cấp các đoạn đường cao tốc rộng rãi cho hoạt động của không chỉ máy bay Liên Xô mà còn cả máy bay phương Tây viện trợ cho Ukraine từ sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Các khu vực được đề cập là các đường băng được ngụy trang với cơ sở hạ tầng đảm bảo gần đó, ví dụ như tiếp nhiên liệu, bổ sung đạn dược. Các thành chắn bên lề đường được dỡ bỏ và tạo ra các tấm bê tông di động, có thể nhanh chóng được di dời và sau đó, những khu vực này có thể đóng vai trò là điểm nhảy, điểm bổ sung tạm thời cho cả máy bay chiến đấu F-16. Loại máy bay này sẽ sớm được lực lượng vũ trang Ukraine đưa vào sử dụng. Theo giới truyền thông Nga, các hoạt động như trên đã được quan sát thấy trên các tuyến đường cao tốc Poltava, Biryatin, Kiz, Zhytomyr, Kharkov, Dnipropetrovsk. Cần lưu ý rằng vào giai đoạn năm 2022-2023, chính quyền Ukraine đã tích cực tiến hành xây dựng đường bộ, bất chấp tình trạng chiến tranh đang diễn ra. Mục đích của Kiev là tăng cường đáng kể các cơ sở hàng không tạm thời. Những đoạn đường này có thể thay thế các sân bay thường xuyên bị tấn công. Đối với lực lượng vũ trang Nga, việc xác định chúng và tiến hành tấn công tên lửa vào chúng khó khăn hơn, đặc biệt là việc xác định thời điểm các máy bay từ các căn cứ nước ngoài đổ xuống để tiếp liệu và trang bị vũ khí. Khoảng thời gian cần thiết để tiếp liệu và trang bị vũ khí cho máy bay thường chỉ kéo dài từ 10 đến 30 phút, nên đây thực sự là khoảng thời gian vàng của Nga để đánh vào những chiếc máy bay này khi chúng còn đang ở trên mặt đất, chưa kịp thực hiện bất cứ các hoạt động tác chiến nào. Rất có thể địa điểm thường trú của máy bay chiến đấu F-16 Ukraine sẽ là các sân bay quân sự của NATO ở Ba Lan và Romania. Những chiếc máy bay này sẽ cất cánh với số lượng nhiên liệu thấp và không cần đạn dược, sau đó nhanh chóng bay vào không phận Ukraine, đổ xuống các tuyến đường cao tốc, lắp đặt vũ khí và tiếp nhiên liệu tại các điểm nhảy nói trên, tấn công vào lãnh thổ Nga. Sau đó, những chiếc máy bay không tải sẽ nhanh chóng bay ra khỏi Ukraine để trở về các sân bay của chúng ở nước ngoài. Tuy nhiên, giới chuyên gia Nga khẳng định rằng, việc ẩn nấp ở các sân bay nước ngoài không có nghĩa là những chiếc máy bay F-16 Ukraine đã thực sự an toàn, bởi lúc đó, Moscow sẽ có quyền tấn công vào các mục tiêu mà Nga coi là điểm xuất phát của những vũ khí tấn công vào lãnh thổ của mình. Tọa độ của các sân bay NATO ở nước ngoài có thể được dùng làm căn cứ F-16 đã có sẵn. Các tuyến đường cao tốc của Ukraine cũng đã được định sẵn lộ tuyến, chi ô tọa độ trên bản đồ tác chiến của lực lượng tên lửa Nga. Những chiếc máy bay không người lái tầm xa, độ cao lớn, thời gian lưu không dài cũng đã sẵn sàng giám sát bất cứ động tĩnh gì trên các khu vực cần giám sát. Bởi vậy, phương Tây sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ cốt yếu là bảo vệ các sân bay của mình trước các cuộc tấn công trả đũa hoàn toàn có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Nga. Còn Kiev sẽ phải thực hiện nhiệm vụ gian nan chẳng kém là làm mọi cách để bảo vệ các điểm nhảy và máy bay đáp xuống đó trước tên lửa tầm xa của Nga. Litva cảnh báo NATO đang tụt hậu so với Nga về năng lực sản xuất đạn pháo. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinaska Kusnat ngày 10 tháng 7 cho rằng Nga đã xây dựng thành công nền kinh tế thời chiến nhanh hơn nhiều so với dự kiến và nước này đang sản xuất nhiều đạn pháo hơn so với giai đoạn đầu cuộc xung đột. Theo ông Kusnat, trước khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2022, Nga đã sản xuất tới 400.000 viên đạn 152mm mỗi năm. Chúng có thể được bắn từ các khẩu pháo kéo thời Liên Xô, nhưng con số này đã nhanh chóng tăng lên 2 triệu viên mỗi năm. Phát biểu với báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC, ông Kusnat nói rằng họ đang thực hiện công việc một cách nhanh chóng. Tổng thống Nga Putin đã thực hiện những bước quan trọng để đưa nền kinh tế Nga sang trạng thái mà các chuyên gia mô tả giống như thời kỳ Xô Viết, chẳng hạn vào mùa xuân năm 2023. Ông Putin đã cải tổ ban lãnh đạo quân sự để gia tăng các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ sản xuất hàng loạt vũ khí, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nền kinh tế thời chiến của Nga phục hồi nhanh hơn chúng tôi dự đoán, ông Kusnat lưu ý.
Theo ông Kakusnet, sản lượng đạn pháo gia tăng là một chỉ số quan trọng. Hiện năng lực sản xuất đạn pháo cỡ 150mm của Nga vượt quá năng lực sản xuất đạn pháo cỡ tương tự của NATO. Không chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Litva, các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ cũng đưa ra những đánh giá tương tự về sức mạnh quân sự của Nga. Nga-Ukraine sẽ đàm phán chấm dứt xung đột vào cuối năm 2024. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có thể diễn ra sớm nhất trong năm nay. Báo El Pais của Tây Ban Nha ngày 10 tháng 7 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đưa ra tuyên bố trên trong các bức điện ngoại giao gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU. Theo tờ El Pais, Thủ tướng Orbán đã được một số nhà lãnh đạo EU yêu cầu giải thích về các cuộc gặp gần đây giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bối cảnh giới chức Mỹ đang bận rộn với cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, ông Orbán được cho là nhận định rằng đã đến lúc cần có một sáng kiến của châu Âu để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine và Washington có thể ủng hộ sáng kiến này. Tôi đưa ra ý tưởng rằng Tổng thống Mỹ mới đắc cử sẽ phải đối mặt với áp lực phải đưa ra một kết quả chính trị nhanh chóng, ngay cả trước khi nhậm chức. Một lệnh ngừng bắn trước khi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như các cuộc đàm phán hòa bình nhanh chóng và chi tiết có thể mang lại lợi ích cho chính quyền mới, nhà lãnh đạo Hungary cho biết thêm. Thủ tướng Orbán lưu ý thêm rằng mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình không đưa ra bình luận nào về khả năng xảy ra kịch bản này, nhưng ông vẫn xem Trung Quốc là một bên trung gian hòa giải trung thực, có thể đảm bảo hòa bình giữa Moscow và Kiev. Theo ông Orbán, cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đều tin rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu dưới một hình thức nào đó vào cuối năm nay. Người đứng đầu Điện Kremlin vẫn coi công thức hòa bình bị Kiev bác bỏ vào năm 2022 là phù hợp. Theo các điều khoản sơ bộ đã được thỏa thuận tại Istanbul vào tháng 4 năm 2022, Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập với quân đội hạn chế để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch này đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Anh, lúc bấy giờ là ông Boris Johnson, thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine rút khỏi các cuộc đàm phán. Trong bài phát biểu sau cuộc gặp với ông Orbán, Tổng thống Putin khẳng định, Nga muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời, và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải liên quan đến việc Kiev rút lực lượng khỏi Donbass, cũng như Kherson và Zaporizhia. Đây là các khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối năm 2022. Nga tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới về Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine. Chúng tôi biết ý định của Kiev và các cố vấn phương Tây là tự phục hồi sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Bugenstock, Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6 năm nay và đang cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự, Đài Sputnik dẫn tuyên bố của ông Galuzin. Địa điểm cụ thể chưa được xác định. Tuy nhiên, địa lý không có tầm quan trọng cơ bản, điều quan trọng hơn là nội dung, trong đó mọi thứ đều cực kỳ rõ ràng, ông Galuzin nói thêm. Ông Galuzin cho biết Nga đã được thông tin rằng Kiev hy vọng đạt được tối hậu thư từ công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cũng nhận thấy sự coi thường có chủ ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi không chấp nhận những tối hậu thư đó và sẽ không tham gia vào những hội nghị thượng đỉnh như vậy, ông Galuzin nói. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine kéo dài 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ đã kết thúc với kết quả không như mong đợi. Hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã cùng nhóm họp tại khu nghỉ dưỡng ven hồ gần thành phố Lucerne để kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky vạch ra lần đầu vào cuối năm 2022. Trung Quốc từ chối tham dự hội nghị và một số quốc gia có ảnh hưởng bên ngoài phương Tây từ chối ký vào tuyên bố chung, bao gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Ả Rập Saudi. Iraq và Jordan đã yêu cầu rút chữ ký ngay ngày hôm sau. Nga phá hủy 3 bệ phóng tên lửa Hawk Mỹ cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong 24 giờ đồng hồ, quân đội nước này đã phá hủy 3 bệ phóng tên lửa phòng không Hawk mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Các lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã phá hủy một radar AN MBQ-46 và 3 bệ phóng tên lửa phòng không Hawk do Mỹ sản xuất trong khu vực hoạt động đặc biệt. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 7 nêu rõ. Ngoài ra, theo bộ này, lực lượng Nga cũng đã thực hiện các cuộc tấn công vào kho chứa xuồng tự sát không người lái cùng nhân sự và thiết bị quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực. Trong ngày, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine, 4 tên lửa tầm xa ATACMS và 55 máy bay không người lái, 3 tên lửa HIMARS và 4 quả bom dẫn đường HIMARS. Như vậy, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt,
quân đội Nga đã phá hủy 627 máy bay chiến đấu của Ukraine, 277 trực thăng, 27.496 máy bay không người lái, 545 hệ thống phòng không, 16.539 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.373 bệ phóng tên lửa đa nòng, 11.685 pháo giả chiến và súng cối, cùng 23.515 xe quân sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!